Do ban tổ chức không bố trí cho các đội tập trên sân đấu, tuyển Việt Nam được xếp lịch làm quen sân Eden Park đầu giờ chiều 21 tháng 7 theo giờ địa phương. Đây sẽ là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam khi đại diện nước này thi đấu trận đầu tiên ở một kỳ World Cup cả nam lẫn nữ. Dù đối thủ Mỹ thuộc diện mạnh nhất thế giới, các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì sự lạc quan. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Ví dụ ở World Cup Nam 2022, đội vô địch Argentina từng thua Arab Saudi cho thấy bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Tuyển thủ Việt Nam không nghĩ sẽ thắng Mỹ, nhưng hứa sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất của người phụ nữ Việt Nam. Tiền vệ Trần Thị Thúy Trang thậm chí tập ăn mừng một khi ghi được bàn vào lưới Mỹ. Các tuyển thủ đều tỏ ra tự tin và quyết tâm chinh phục những thử thách tại World Cup Nữ 2023. Với lòng đam mê và sự luyện tập không ngừng, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng để ghi dấu ấn tại giải đấu danh giá này. Trong lần đầu dự World Cup, Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhằn với đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Theo thuật toán dự đoán của Google, thầy trò huấn luyện viên Trung chỉ có 0,6% khả năng chiến thắng và 1,1% hòa trước Mỹ. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Việt Nam đã có mặt tại New Zealand cách đây gần 2 tuần nhằm làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi, sinh hoạt. Đội đã đá giao hữu 2 trận, lần lượt thua New Zealand 0-2 và Tây Ban Nha 0-9. Trận Việt Nam-Mỹ sẽ diễn ra trên sân Eden Park sau trận khai mạc ngày 20 tháng 7, nơi chủ nhà New Zealand hạ Na Uy 1-0. Ban tổ chức đang tập trung vào việc chuẩn bị mặt cỏ phẳng mịn nhất có thể để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho cầu thủ. Đối diện với những thử thách, các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì sự lạc quan và quyết tâm chinh phục World Cup Nữ 2023. Huấn luyện viên Trung khẳng định bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và đội tuyển sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất của người phụ nữ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn tinh thần để hướng tới thách thức tại giải đấu danh giá này. Sự cống hiến và đam mê của các cầu thủ sẽ là chìa khóa để ghi dấu ấn tại World Cup Nữ 2023. Nền nhiệt tại Auckland xuống thấp trong buổi sáng, các tuyển thủ đều phải mặc đồ ấm và quần tất. Riêng Hoàng Thị Loan phải mặc áo khoác dày trong lúc khởi động. Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các học trò trước khi chia đội hình đá tập. Ông xem trận đấu Mỹ ngày mai là một giấc mơ thành sự thật, nhưng cũng ý thức được chênh lệch trình độ nên muốn các học trò chuẩn bị thật tốt để vẫn thể hiện được tinh thần, ý chí trước đối thủ số 1 thế giới. Mục tiêu lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam trước Mỹ ngày mai là hạn chế số bàn thua. Khâu phòng ngự vì thế được huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên sân Eden Park ngày mai, những Trương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu sẽ chịu áp lực rất lớn trước hàng công mạnh bậc nhất thế giới bóng đá nữ. Tiền đạo Huỳnh Như vẫn là niềm hy vọng số 1 của nữ Việt Nam trên hàng công. Ngoài kinh nghiệm thi đấu dày dạn và tài năng, trải nghiệm của cô khi thi đấu cho câu lạc bộ Bồ Đào Nha trong mùa vừa qua cũng là một vốn quý giá giúp cô tỏa sáng tại World Cup Nữ 2023.